cái này gọi là đĩa, như kiểu là đĩa CD. Con đang cầm cái gì trên tay đấy? Bóng gì? Ờ, bóng bay, đúng rồi. Cái này là chú lấy ở cái chai nước ngọt ra. Và mình có một cái chai này nữa. Rồi, bây giờ cho chú xin một cái đĩa nè. Một cái đĩa CD nè. Rồi, bình thường ở trên chai nước ngọt đúng không? Nếu mình uống nhá, thì mình mở cái này ra thì nó hở. Thì mình giật xuống, đóng xuống cái thì nó kín. Chú sẽ dán cái nắp này lên cái đĩa này. Chú sẽ bôi keo đều đây nè. Rồi, nhưng mà dán là mình đi để cái lỗ này. Mình để cái lỗ cho cân nhá. Cái lỗ của cái nắp chai nó phải thẳng với cả cái lỗ của cái đĩa này. Ừ. Bây giờ chú sẽ dán thêm keo nến ở xung quanh đây để cho cái này nó kín hơn. Đấy, bôi thêm keo nến vào xung quanh nhá. Con thử gì đấy, con cầm cái này này, con cầm này, gì đấy. Nhấc lên thử đấy. Khó không? Nó hút đâu? Nhà nó hút xuống bàn đúng không? Ấy, ấy, phải dùng lực tương đối mạnh thì mới nhấc lên được. Rồi, lồng rồi. Giải phóng cho quả bóng đã. Bắn lên. Rồi, con mở đi. Rồi, đẩy đi. Cho tự đi. Ơi, kì. Come on. Ui ơi. Xong rồi tí nữa chú thổi xong hai cái xong rồi chú con mình đua nhá. Chú phải bơm thêm keo ở đây để cho chắc này. Ui, mình chỉ đỡ thôi. Ui, mình chỉ đỡ cho nó. Ui, sổ hơi trượt kinh đấy. Con mở đi, con mở nắp đi. Ba, hai, một, thả. Đụng nhau, tôi đụng. Ui, 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 ui